For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thúy Nga tiếp tục đưa quan chức vào vòng lao lý. Lợi dụng các mối quan hệ quen biết, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã nhiều lần chi tiền lại quả cho lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh để thông đồng tạo điều kiện cho công ty NSG trúng thầu cung cấp thiết bị y tế và hưởng lợi bất chính. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa xét xử vụ án thông thầu xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đối với ông Hoa Công Hậu, cựu giám đốc Sở Y tế, Lê Thành Lữ, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Sở Y tế, bà Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch hội đồng thành viên công ty NSG cùng nhiều bị cáo khác. Bà Nga trước đây làm cùng công ty và là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AEC. Sau đó, bà Nga tách ra mở công ty NSG và cũng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế, thiết bị giáo dục cho nhiều tỉnh thành. Lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo, thao túng thầu y tế. Trong vụ án này, bà Nga được xác định là đã lợi dụng mối quan hệ với ông Hoa Công Hậu, cựu giám đốc Sở Y tế, đã thông đồng với ông Hậu và Sở Y tế tạo lợi thế cho công ty NSG trúng thầu, gói thầu, mua sắm hệ thống CT Scanner 128 lát cắt. Bà Nga chỉ đạo cấp dưới tổ chức người đi mua hồ sơ thay cho các nhà thầu Quân Xanh và lập hồ sơ dự thầu cho Quân Xanh rồi phân công nhân viên công ty NSG đi nộp thay và tham gia mở thầu tại Sở Y tế, tạo điều kiện để công ty NSG trúng thầu hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2020, dù không hứa hẹn, thỏa thuận trước, nhưng ông Hậu đã 3 lần nhận quà biếu của công ty NSG với tổng số tiền 1 tỷ đồng, còn ông Lữ nhận 600 triệu đồng. Hai ông này đã nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Ngày 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bà Nga mức án 12 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty AEC. Trong vụ án này, bà Nga là phó tổng giám đốc công ty AEC, có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho bà Nhàn. Bà Nga bị xác định nhiều lần cùng bà Nhàn tiếp xúc quan chức Đồng Nai đặt vấn đề tạo điều kiện cho AEC tham gia trúng thầu trái pháp luật. Bà Nga còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền thông đồng cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn tạo điều kiện cho công ty AEC trúng 16 gói thầu của dự án, gây thiệt hại hơn 148 tỷ đồng. Khi thực hiện dự án, bà Nga còn cùng bà Nhàn gặp quan chức Đồng Nai để đặt vấn đề cho AEC trúng thầu. Cùng với tội danh trên, bà Nga tiếp tục bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù trong vụ thông thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Trong vụ án xảy ra tại Cần Thơ, dù bản thân bà Nga không thừa nhận, nhưng thư ký và nhân viên cấp dưới của bà Nga đều có lời khai trùng khớp, phù hợp các tài liệu chứng cứ, chứng minh việc công ty lại quả cho bà Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, số tiền là 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh do Tòa án tỉnh này xét xử vào tháng 10 vừa qua, bà Nga bị tuyên 20 năm tù về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ, sau khi được tạo điều kiện để trúng các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga đã chi tổng cộng hơn 30 tỷ đồng cho 3 cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Tại tòa, dù bị cáo Nga một mực phủ nhận hành vi đưa hối lộ, song căn cứ lời khai của các bị cáo khác và diễn biến tại tòa, hội đồng xét xử nhận định bị cáo này đã thực hiện hành vi đưa hối lộ. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.